Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại kênh Chuyên Vũ Audio. Thưa toàn thể các bác và anh em, hôm nay chúng em sẽ giới thiệu với toàn thể anh em những sản phẩm dây loa. Đó. Thì như các bác đã biết thì dây loa nó rất là quan trọng trong một dàn âm thanh. Để cái dàn loa của anh em nó có hay hay không thì nó cũng phụ thuộc vào những cái dòng dây loa rất là nhiều. Đúng không ạ? Thì tuy nhiên thì cũng rất là nhiều anh em không biết, có hỏi là anh dùng loa nhỏ nhưng mà nõi nó to được không? Đó thì mà hỏi là loa anh bát bao nhiêu và dây anh đang dùng nõi bao nhiêu anh nó nhỉ? Nói là loa bát 30 nhưng anh dùng nõi là 3.5, dây xịn 350 một mét. Thì em mới nói là nếu như loa của anh là loa bát 30 mà lại còn loa nằm mà anh dùng cái dây nó quá là lớn như vậy thì loa của anh hiện tại bây giờ đang nghe là không có tiếng chép. Đó. Và tiếng bát nó dìm hết tiếng chép đi, phải không ạ? Đó thì anh mà đúng, anh nghe tiếng chép nó rất là nhỏ và thấy tiếng bát nó lớn quá. Mà mặc dù là dây xịn thì đó là một cái ví dụ cho toàn thể anh em nhé, là chúng ta nên chọn dây loa làm sao nó phù hợp với loa, với cấu hình loa. Để sau cái video này thì anh em mà cần em tư vấn về dây loa thì cứ để lại bên dưới hoặc là gọi cho chúng em sẽ hỗ trợ anh em cách chọn dây loa làm sao cho nó hợp nhất với dàn âm thanh, đúng không ạ? Thì trước mặt anh em thì hôm nay thì chúng em có về được những cái dòng dây Ben đen này. Đó, đây là dây bãi nhé, đây nguyên cuộn này. Đây ạ. Mã của em nó là 1309A nhé. Đó, Ben đen 1309A. Đó, và dây này thì sẽ rất là phù hợp cho em loại những cặp loa full bass 30 40 nhé. Đó, 30 40 em dùng dây này cho em. Nói của em nó là 2.0. Đó, bây giờ thì em sẽ bóc một đoạn đầu ra cho anh em nhé. Bóc đầu ra để cho xem là cái nõi bên trong nó như thế nào. Cũng khá là lâu rồi. Khá là lâu rồi chúng em chưa làm về những cái dây loa này. Sợ rằng anh em lại quên mất là chúng em có dây loa. Đó, bây giờ thì bóc đầu ra này. À, anh em nhìn này. Khi em bóc ra thì nó có sợi như này. Hai sợi ni lông. Đó, hai sợi ni lông này và một sợi đen, một sợi trắng nhé. Anh em nhìn này. À, cái lớp sợi bụi nó bám trắng tay luôn. Đó. Giờ em sẽ bóc nõi ra cho anh em xem cái nõi đồng bên trong nó nhé. Các cái dây xịn á thì cái tỷ lệ pha đồng rất là cao. Đó, cũng có những cái loại dây đồng nhưng mà nó chỉ rơi tầm 20-30 nghìn một mét thì những cái dây đều nó vẫn là đồng nhưng mà nó là cái tỷ lệ pha nó rất là ít anh em. Đó, nó cũng như là vàng thôi. À, đây anh em nhìn này, bóc ra này. Wow, nhìn này. Sáng loáng luôn. Đó, thích không ạ? Đó, và cái sợi đồng nó đồng rất là mềm. Sợi đồng nó rất là mềm anh em. Đó. Bây giờ em test cho anh em luôn nhé. Đó, kiểm tra xem đồng thật hay đồng giả hay là pha nhiều hay pha ít. Đó. Đó, kiểm tra các cái này thì kiểm tra đơn giản nhất là cứ đốt nửa cho em. Anh em mua hàng bên em về cũng cứ thử bằng nửa cho em nhé. Đó, nếu đúng như giới thiệu anh em thanh toán, không đúng anh em hoàn lại cho chúng em. Đó là cái cam kết của chúng em với anh em. Đó. Thử rất là lâu luôn này. Được chưa? Anh em nhìn này. Càng thử nó lại càng đỏ, nó sướng không ạ? Đó, và em bóc cái lớp bụi này đi. Đó. Không ảnh hưởng gì đến cái kết cấu của cái dây đồng này, nõi đồng này. Đó, được không ạ? Nói chung là cực đẹp. Đồng này cực đẹp luôn anh em nhé. Đó, hàng rất đẹp luôn. Em bóc ra này. Nói chung là nó không ảnh hưởng gì. Đây là cái tỷ lệ người ta pha rất là ít. Đó. Rồi đấy, dây này thì anh em mà dùng cho loa bát 30-40 thì cái tiếng bát nó chắc nịch luôn. Tiếng bát chắc nịch. Đó, ra đều cả ba giải luôn cho anh em. Đó. Và anh em quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới hoặc là để lại số điện thoại, nhân viên bên em sẽ tư vấn cho anh em nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Anh em thấy hay nhấn like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào anh em.